tình Chúa yêu con mênh mông như biển. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, chúng ta đang sống trong những ngày của mùa và gần ngày đại lễ Chúa Giáng sinh, ngày giáo hội mừng biến cố trọng đại ngôi hai Thiên Chúa mặc lấy xác phàm nhân loại để đem ơn cứu độ đến cho con người. Mừng mầu nhiệm nhập thể, chúng ta cảm tạ tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một để tất cả ai tin thì được cứu độ. Tình yêu của Thiên Chúa luôn đi bước trước để tìm kiếm và đem ơn cứu độ cho những người tin vào Ngài. Tình yêu Thiên Chúa không có giới hạn. Tình yêu Thiên Chúa luôn trải dài cho tất cả mọi người, mọi thời, mọi nơi. Hôm nay cộng đoàn phụng vụ chúng ta hân hoan chào đón 8 anh chị em dự tòng, 5 anh chị em lãnh nhận bí tích thêm sức và lãnh nhận bí tích thánh thể. Trong đó có 3 đôi hôn phối. Sau quá trình học hỏi giáo lý, các anh chị em này đã cảm nghiệm và tin vào tình yêu của Thiên Chúa, hoàn toàn tự do xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo để trở nên con Thiên Chúa, con Hội Thánh. Giờ đây, trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông, chúng ta cậy nhờ mẹ Maria, mẹ của ngôi lời nhập thể và thánh cả Giuse, hướng lòng trí chúng ta về trung tâm thánh lễ là Chúa Giêsu thánh thể, Hoàng tử bình an. Xin người ban thánh thần xuống trên các anh chị em dự tòng và trên cộng đoàn chúng ta, để chúng ta ngày càng giữ vững và thắp sáng hơn, lớn hơn ngọn lửa đức tin trong tâm hồn, và tiếp tục đem Chúa đến với muôn người chưa nhận biết Chúa. Trước khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, vị chủ tế thay mặt giáo hội thẩm vấn ý muốn tự do của các anh chị em dự tòng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Các anh chị Hội Thánh, đức tin sinh ơn ích gì cho các anh chị? Sự sống vĩnh cửu là các anh chị nhận biết Thiên Chúa thật và đấng Ngài sai đến là Đức Giêsu Kitô. Quả thật Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, đã được Thiên Chúa đặt làm nguồn mạch sự sống của và Chúa tể mọi loài hữu hình và vô hình. Sự sống ấy hôm nay các anh chị đón nhận qua bí tích thánh tẩy và được trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Vậy các anh chị đã thực thi giáo huấn của Chúa, tuân giữ giới răn của Người, sống tình huynh đệ và chăm chỉ cầu nguyện để xứng đáng trở thành Kitô hữu chưa? Còn các ông bà nhận đỡ đầu của những người dự tòng này, trước mặt Thiên Chúa, các ông bà có thấy những người dự tòng này xứng đáng lãnh nhận các bí tích khai tâm không? Con xin minh chứng người này xứng đáng. Các ông bà đã làm chứng cho những người dự tòng này. Vậy các ông bà có sẵn sàng dùng lời nói và gương lành mà tiếp tục giúp đỡ họ sống đức tin và phụng sự Chúa không? Lạy Chúa, lạy Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa đã cho các tôi tới chỗ đây đi tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách. Hôm nay trước mặt Hội Thánh, những người này đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Vậy xin Chúa đoái thương ban cho những người này được hân hoan thấy Chúa hoàn tất ý định yêu thương của Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em dự tòng bước qua cửa và vào thánh đường. Chúa Kitô, Hoàng tử bình an, Người chính là cửa dẫn ta đến cùng Thiên Chúa. Khi bước qua cửa tiến vào thánh đường, người dự tòng được nhờ và qua Chúa Kitô mà gia nhập gia đình ba ngôi Thiên Chúa và gia đình giáo hội. Yeah.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha mời gọi chúng con cùng với anh chị em dự tổng tham dự mầu nhiệm Đức Kitô, con Cha chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con ngày càng cởi mở đón nhận sức sống mới, đó là sức sống Thánh Thần ban cho những người được Cha nhận làm con khi cho họ tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa phán: Ta sẽ đem các ngươi ra từ giữa các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ các nước và dẫn dắt các ngươi trên đất các ngươi. Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rẫy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi sạch mọi vết nhơ các bụt thần. Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới, cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần trí ta giữa các ngươi, làm cho các ngươi thực thi các huấn lệnh ta, làm cho các ngươi tuân giữ và thực hành lề luật ta. Các ngươi sẽ được cư ngụ trong xứ ta đã ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ là dân ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Đó là lời Chúa. Đoàn Galata, Thánh Phaolô cho chúng ta biết tất cả chúng ta được kêu gọi trở nên con Thiên Chúa nhờ lòng tin và qua phép rửa tội trong Đức Giêsu Kitô. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì chân tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Đức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do Thái và Hy Lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ, vì tất cả anh em là một trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu tiến lại nói với 11 môn đệ rằng: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong những ngày mùa vọng để chuẩn bị đón mừng đại lễ Giáng sinh. Và chúng ta thấy là các nơi người ta trang hoàng ánh sáng, dùng ánh sáng để bày tỏ cái niềm vui. Rồi chúng ta thấy ngày hôm nay người ta nói là mừng lễ Noel ngày 24, 25 tháng 12 mà chỉ chú trọng đến ông già Noel hay đến tuần lộc. Đó không phải là ý nghĩa của ngày lễ của đêm Noel. Mà đêm Noel chúng ta mừng là mừng việc Ngôi Lời nhập thế làm người, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Điều mà chúng ta không thể tưởng nghĩ được, Thiên Chúa đã thực hiện cái lời hứa sau khi nguyên tổ phạm tội, sau một thời gian dài chuẩn bị. Thành thử chúng ta cần cẩn trọng, không thôi để chúng ta chỉ cử hành những việc đó như là một cái dịp lễ Tết, lễ hội thôi, chứ không phải là bày tỏ niềm tin vào Ngôi Lời nhập thế làm người, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Điều mà tiên tri Isaiah thế kỷ thứ 8, thứ 9 trước công nguyên loan báo. Và cũng như chúng ta nghe trong bài đọc 1 hôm nay, tiên tri Ezekiel thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, sau khi dân Chúa bị lưu đày thì Thiên Chúa ứa sẽ canh tân, sẽ cho trở về qua môi miệng trưởng phái Isaiah, cũng như là tụ họp muôn dân. Rồi dân Chúa tiếp tục làm chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất, Yahweh Thiên Chúa. Thành chị em, mừng đại lễ Giáng sinh là chúng ta cử hành cái ý nghĩa đó. Và mỗi khi chúng ta đến hiệp dâng thánh lễ là chúng ta tưởng niệm mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thế làm người, chết và phục sinh, chết và sống lại. Nếu Đức Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta trở thành vô ích. Vậy cũng như những một người nào đó chết là sống hết. Và chúng ta thấy có quan niệm ngày hôm nay chết là hết, chết là tan rã, là thối rữa, là sống. Không phải như vậy. Thành thử chính cái niềm tin cho chúng ta cái niềm hy vọng. Và chính Đức Giêsu Kitô phục sinh, như chúng ta nghe trong bài tin mừng, đã quy tụ các môn đệ lại để rồi trao phó các môn đệ tiếp tục cái công trình cứu độ của người. Và mỗi khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ, chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể và ban ơn cứu độ ở chúng ta, thì chúng ta không chỉ dừng ở đó mà chúng ta còn hiện tại hóa biến cố năm xưa đó để rồi ban tặng cho nhân loại cái ơn giải thoát, ơn cứu độ. Vì thế như trong bài tin mừng anh chị em nghe, Chúa Giêsu nói các môn đệ, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy, các con đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa Giêsu đến để thiết lập nước trời, và người là trưởng tử của kẻ chết đã sống lại, đã đi vào trong vinh quang, và chúng ta những người bước theo người cũng sẽ đi vào trong vinh quang đó. Chúng ta sống cuộc sống này và đạt tới cứu cánh của chúng ta trong cuộc sống mai sau, trong hạnh phúc viên mãn đó. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta có 8 anh chị em sẽ lãnh nhận các bí tích khai tâm để gia nhập dân thánh Chúa. Qua bí tích rửa tội, qua bí tích đẩy đó,
anh chị em đó được nên nghĩa tử của Thiên Chúa trong người con một là Đức Giêsu Kitô, rồi trở thành thành phần của giáo hội. Cũng như bài đọc hai anh chị em nó không còn phân biệt người nô lệ hay là tự do, người nam hay người nữ, nhưng là tất cả đều là con cái Thiên Chúa. Đặc biệt là chúng ta cầu nguyện cho các đôi bạn trẻ hôm nay bước vào đời sống gia đình qua bí tích hôn phối, để rồi trở nên nhân chứng của tình yêu đó trong cái đời sống hàng ngày, khi thể hiện cái tình yêu, khi quan tâm với nhau, sống cái ơn gọi làm người, ơn gọi làm con cái Thiên Chúa trong tình yêu, trong việc phục vụ lẫn nhau, trong việc hy sinh cho nhau, xây dựng một mái ấm gia đình, cái môi trường môi sinh thuận lợi, để rồi chính mình được hạnh phúc và con cái sinh ra hạnh phúc trong cái tình yêu, trong ân sủng đó. Các anh chị em, trong cái niềm vui mà chúng ta đón nhận các anh chị em dự tòng, cũng như năm anh chị em sẽ lãnh nhận bí tích thêm sức và thánh thể, chúng ta cầu nguyện cho tất cả anh chị em này để trở nên người tín hữu nhiệt thành. Bởi vì qua bí tích thánh tẩy trở nên con cái Thiên Chúa, qua bí tích thêm sức trở thành chứng nhân của Chúa Kitô, làm chứng cho cái niềm tin, niềm hy vọng đó, cho các anh chị em này can đảm làm chứng trong cuộc sống của mình, bất chấp khó khăn thử thách, làm chứng và giúp cho người khác qua cách chúng ta sống yêu thương Thiên Chúa, yêu thương con người, giúp cho người khác cũng nhận biết Thiên Chúa, đấng là Thiên Chúa tình yêu, đấng đầy lòng thương xót. Theo lời thỉnh xin của anh chị em dự tòng, giờ đây anh chị em sẽ được nhận lãnh các bí tích khai tâm để gia nhập Kitô giáo. Mời anh chị em tiến lên để được biến đổi trong đức Kitô. Điều cần thiết, con người phải nhìn nhận lỗi lầm của mình. Vì thế, giờ đây xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho anh chị em dự tòng và mỗi chúng ta được ơn sám hối và thanh tẩy. Mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống hiệp thông với Ngài. Trong tâm tình thống hối và cảm tạ, chúng ta dâng những lời nguyện xin sau. Chúng ta cầu xin Chúa khơi dậy nơi chúng ta và những anh em dự tòng này tâm tình sám hối và hoán cải, để xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa đây, để nhờ Ngài hướng dẫn những anh chị em này sống trọn vẹn ơn gọi của người Kitô hữu. Nhờ bí tích thánh tẩy được mai táng với Chúa Kitô để cùng sống lại với Người. Chúng ta cầu xin cho toàn thể thế giới biết nhận ra tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Nhờ đó, mọi người được trở nên con Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai con một Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Xin thương ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là những kẻ tội lỗi, và ban cho chúng con sức mạnh để lướt thắng cạm bẫy thế gian và chỉ sống cho một mình Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa Kitô cứu thế ban sức mạnh của Người cho các con, để biểu hiện ơn ấy, tôi sức giàu cứu rỗi cho các con trong cũng một Đức Kitô Chúa chúng ta, đấng hằng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Làm phép nước, vị chủ sự nhắc lại những hình ảnh liên quan tới nước trong Kinh Thánh và xin quyền năng, sức mạnh Chúa xuống trên nước này để tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi nơi những anh chị em dự tòng và ban sự sống mới của Ngài cho họ.
Anh chị em thân mến, chúng ta xin Thiên Chúa là Cha toàn năng. Thương đến các tôi tớ, Chúa đang xin lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Chính Ngài kêu gọi và dẫn đưa các tôi tớ Chúa đến đây. Xin Ngài ban ánh sáng và sức mạnh để các tôi tớ Chúa nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên xưng đức tin công giáo. Xin Ngài cũng ban Thánh Thần đến đổi mới các tôi tớ Chúa, vì chính Thánh Thần là đấng mà chúng ta tha thiết khẩn nài xuống thánh hóa nước này. Lạy Chúa, lời Cha chi thánh, từ mạch nước thánh tẩy, Chúa đã cho sự sống mới của con Chúa tuôn trào lên trong chúng con. Chúng con xin chúc tụng Chúa. Bởi nước và Thánh Thần, Chúa đã thương quy tụ thành một dân riêng tất cả những ai đã chịu thanh tẩy trong con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúng con xin chúc tụng Chúa. Chúa ban Thánh Thần tình yêu vào lòng chúng con để Ngài giải thoát, ban bình an và biên đổi chúng con nên sứ giả tin mừng của Chúa. Chúng con xin chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã gọi các tôi tớ Chúa đến lãnh ơn tái sinh trong đức tin của hội thánh, xin đoái thương chúc lành cho nước này, để thanh tẩy các tôi tớ nam nữ của Chúa để họ được sống muôn đời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tuyên xưng đức tin. Trước khi chính thức gia nhập giáo hội, anh chị em dự tòng công khai bày tỏ niềm xác tín của mình, cương quyết từ bỏ tà thần, ma quỷ và mạnh dạn tuyên xưng đức tin của giáo hội. Cùng với những anh chị em dự tòng, cộng đoàn chúng ta hãy làm mới lại đức tin của chính mình. Anh chị em thân mến, cùng với các người dự tòng này, chúng ta tuyên xưng đức tin của bí tích thánh tẩy mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận. Để sống trong sự tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Thưa, con từ bỏ. Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? Thưa, con từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Thưa, con từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Thưa, con tin. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa, con tin. Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin hội thánh công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Thưa, con tin. Làm phép rửa. Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giờ đây giáo hội thi hành lệnh truyền của đấng cứu thế, rửa tội cho các anh chị em này nhân danh Chúa Ba Ngôi. Qua bí tích rửa tội, những anh chị em dự tòng này sẽ được giải thoát tội lỗi, được trở nên con cái Thiên Chúa trong gia đình giáo hội. Qua việc sức dầu thánh hiến, dấu chỉ những anh chị em này được tham dự vào chức tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô. Trao khăn trắng, vị chủ tế trao khăn trắng, mời gọi những anh chị em này, từ nay hãy mặc lấy tinh thần Chúa Kitô. Những anh chị em này đã là thụ tạo mới trong người, vì thế hãy giữ tâm hồn luôn trong sạch cho đến ngày diện kiến tôn nhan Thiên Chúa. Các anh chị đã trở nên tạo vật mới, đã mặc lấy Chúa Kitô. Vậy các anh chị hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, để các anh chị được sống muôn đời. Trao nến sáng. Chủ tế trao nến sáng cho những anh chị em tân tòng. Nến được thắp sáng từ cây nến phục sinh là dấu chỉ đời sống Kitô hữu. Các tín hữu cần phải trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô trong thế giới hôm nay, là trở nên ánh sáng, nên men muối trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Các anh chị đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô, các anh chị ấy luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin.
để khi Chúa đến, các anh chị xứng đáng ra nghênh đón người với toàn thể các thánh trên trời. Amen. Khi nhận nến sáng, anh chị em tân tòng được mời gọi giữ vững ánh sáng đức tin, đừng để cho phong ba bão táp cuộc đời dập tắt. Hãy lan tỏa ánh sáng đức tin tới mọi người ở mọi nơi vì danh Chúa Kitô. Cử hành bí tích thêm sức. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Tiếp tục việc khai tâm Kitô giáo, anh chị em tân tòng này cần lãnh nhận bí tích thêm sức, lãnh nhận dồi dào sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ nên giống Chúa Kitô một cách hoàn hảo hơn và được sức mạnh của Ngài để trở nên chứng nhân của Chúa Kitô, xây dựng nhiệm thể người trong đức tin, đức cậy và đức mến. Mời cộng đoàn đứng. Cùng với các anh chị em tân tòng, chúng ta khẩn cầu Chúa Thánh Thần ngự đến. Các anh chị đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của Người. Giờ đây các anh chị còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ ngày lễ ngũ tuần. Chính các tông đồ và những đấng ký vậy lại ban cho những người đã chịu thánh tẩy. Vậy các anh chị cũng lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, các anh chị làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng niềm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Còn anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên các người tân tòng đây, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Ngài làm cho các người tân tòng này nên vững mạnh và được sức giàu để nên giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Đặt tay và đọc lời nguyện. Vị chủ tế sẽ đặt tay trên những anh chị em tân tòng, qua lời nguyện xin Chúa Thánh Thần dùng ân huệ của Ngài làm cho những anh chị em tân tòng nên vững mạnh, khôn ngoan và thông hiểu đạo đức và kính sợ Thiên Chúa. Anh chị em tân tòng cúi đầu. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần, khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa xin ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong những người này, xin ban cho những người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, xin ban cho những người này ơn kính sợ Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sức dầu thánh. Vị chủ sự sức dầu thánh hiến trên trán anh chị em tân tòng. Từ đây anh chị em này trở nên giống Chúa Kitô, đấng đã được sức dầu, được thông phần sâu sắc hơn vào các chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Người. Cha mẹ đỡ đầu đặt tay phải của mình trên vai phải của con em mình khi chủ sự sức dầu thánh, để nói lên nhiệm vụ và bổn phận hướng dẫn người tân tòng này tăng triển về đức tin trước cộng đoàn. Dấu thánh giá mà vị chủ tế nhân danh giáo hội sẽ ghi trên trán anh chị em này trong nghi thức ban bí tích thêm sức là dấu chỉ cho thấy anh chị em đã được thuộc chọn về Chúa, đã được Chúa Kitô cứu chuộc bằng thánh giá vinh quang của Người và là chứng nhân sống động của Người.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã thương ban con một của Ngài xuống trần gian để cứu độ nhân loại. Đặc biệt hôm nay Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn một số anh chị em, cho họ được thông phần sự sống thần linh của Người, trở nên chi thể của Hội Thánh, tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Ngài. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin sau. Anh em đã được kêu gọi để nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ba ngôi Thiên Chúa vì hồng ân thánh tẩy thêm sức vào hôn phối chúng con vừa lãnh nhận. Chúng con được liên kết với Đức Kitô như cành nho với thân nho để trổ sinh hoa trái nước trời, được làm dưỡng tử của Thiên Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con luôn vững bước trong đời sống làm con Chúa và trung hành với ơn Thánh Thần trong niềm tin cậy mến. Ai giữ giới răn Thầy thì ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn vâng phục Đức Thánh Cha để sự hiệp nhất của các tín hữu trở nên dấu chứng thuyết phục của Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền cho thế giới hôm nay. Ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Chúng con cầu xin Chúa đáp ơn Cha Chính Xứ, Cha Phụ Tá, quý dì, quý vị trong ban hành giáo, quý cha mẹ đỡ đầu và những người trong thân bằng quyến thuộc chúng con. Xin Chúa ban cho các ngài được hồn me sát mạnh, tràn đầy lòng tin, mến Chúa để tiếp tục đồng hành và hướng dẫn chúng con trong hành trình đức tin và sống đạo. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc mọi điều thiện hảo. Xin cho các dân tộc biết đón nhận những khác biệt và tôn trọng quyền lợi của nhau để xây dựng một thế giới hiệp nhất yêu thương. Cách riêng xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con và hết mọi người hiện diện nơi đây biết lấy tình yêu thương hiệp nhất làm dây ràng buộc qua việc siêng năng hiệp dân thánh lễ, lãnh nhận mình máu Thánh Chúa và tích cực làm chứng cho Chúa bằng chứng đời sống của mình. Chúng ta cảm tạ Chúa vì học ân thánh tẩy thêm sức và hôn phối cho các anh chị em tân tòng đây. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng ta và ban muôn ơn chúng ta. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Từng ánh nến lung linh ngời sáng tượng trưng cho những hy sinh. Bánh miến rượu nho là sản phẩm của nương đồng, được kết tinh từ bao công lao khó nhọc của con người. Những cánh hoa xinh ngát tỏa hương trinh nguyên đồng nội, thay cho lời cảm tạ tri ân vì bao ơn lành Chúa đã thương ban. Được kết hiệp với Chúa, được biến đổi trong Chúa, được nên một trong lễ dâng hoàn hảo của Chúa, đó là hạnh phúc tuyệt vời, là ước mơ đẹp nhất của con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, cùng với của lễ Hội Thánh đang dâng tiến Chúa đây, xin Chúa thương chấp nhận những người được Chúa cho gia nhập đoàn dân tư tế,
những người nhờ bí tích thanh tẩy và thêm sức đã trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô. Của lễ những người này tiến dâng cũng là của lễ của Đức Kitô Con Chúa, người hằng sông và hiên tri muôn đời. Chúa cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha, Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người đã đấng các tiên tri loan báo Đức Mẹ Đồng Trinh đã kêu mang với tình yêu khôn tả. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy cái người xuất hiện. Người đã đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa chủng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao các môn đệ mà nói: tất cả các con nên nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể tức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng nhân lên chú bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con để xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thật. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, các đức giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến những anh chị em hôm nay nhờ bí tích thanh tẩy và thêm sức được đón nhận vào gia đình Chúa. Xin cho những anh chị em tân tòng này đem hết lòng tin mà can đảm bước theo Chúa Kitô. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, với Chúa ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cho chúng con tìm được sức mạnh nhờ bí tích mình và máu Đức Kitô. Ư chi thần khí của người làm cho chúng con lớn lên trong tình huynh đệ, và nhờ lòng bác ái ngày một sống động hơn, chúng con sẽ đạt tới tầm vóc viên mãn của nhiệm thể Đức Kitô con Chúa, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con luôn hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vinh cứu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong, cho anh chị em đi bình an.